Quân đội Ukraine ngày 20 tháng 7 đã đưa ra cảnh báo đối với các tàu Nga ở Biển Đen, nói rằng những con tàu này có thể đối mặt với số phận tương tự như những tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moscow mà Ukraine đã đánh chìm ở Biển Đen vào tháng 4 năm 2022. Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố, Điện Kremlin đã biến Biển Đen thành khu vực nguy hiểm, chủ yếu đối với các tàu thuyền đi trên Biển Đen hướng từ các cảng biển của Nga, cũng như các cảng biển của Ukraine nằm trên lãnh thổ mà Nga tạm thời chiếm đóng trách nhiệm đối với những rủi ro này thuộc về giới lãnh đạo Nga. Số phận tàu chiến Smotkova chứng minh rằng lực lượng phòng vệ Ukraine có các phương tiện cần thiết để đẩy lùi hành vi gây hấn của Nga trên biển. Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng Nga đã tạo ra một khu vực nguy hiểm ở Biển Đen bằng cách công khai đe dọa các tàu dân sự vận chuyển lương thực từ các cảng của Ukraine, tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và tấn công bằng máy bay không người lái và cơ sở hạ tầng dân sự ở các thành phố, cố tình tạo ra mối đe dọa quân sự đối với tuyến đường thương mại sau khi Nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen, Bộ Ngoại giao Nga ngày 19 tháng 7 cho biết tất cả các tàu đi trên Biển Đen đến các cảng của Ukraine sẽ được coi là tàu chở hàng quân sự tiềm năng. Đáp trả tuyên bố này, Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ ý định coi các tàu nước ngoài là mục tiêu quân sự đã vi phạm nghĩa vụ của Nga theo luật quốc tế, ảnh hưởng không chỉ riêng Ukraine mà còn đối với tất cả các quốc gia tham gia hoạt động hàng hải hòa bình ở Biển Đen. Không có lý do gì để tin rằng các tàu buôn đang hỗ trợ các hoạt động chiến tranh, chỉ đơn giản bằng cách xuất khẩu ngũ cốc sang các nước khác để ngăn chặn nạn đói. Trước đó, quân đội Nga tuyên bố một số khu vực trong vùng biển quốc tế của biển Đen là tạm thời không an toàn cho hoạt động hàng hải. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các khu vực này nằm ở phía tây bắc và đông nam của biển Đen. Bộ này đồng thời cho biết, tất cả cảnh báo hàng hải cần thiết đã được công bố theo các thủ tục hiện hành.